kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh trường hình Đồng Nai. Triều Tiên hôm qua đã quy định chính sách tăng cường lực lượng hạt nhân trong hiến pháp tại phiên họp Quốc hội. Khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết hợp tác an ninh ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đặt ra mối đe dọa. Quyết định trên được đưa ra tại phiên họp thứ 9 của Hội đồng Nhân dân tối cao với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Bình Nhưỡng nhất trí bổ sung Điều 58 chương 4 Hiến pháp để đảm bảo quyền tồn tại và phát triển đất nước, ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ hòa bình khu vực và toàn cầu bằng cách phát triển nhanh chóng vũ khí hạt nhân lên trình độ cao hơn. KCNA dẫn lời ông Kim cho biết, chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân của Triều Tiên được coi là luật cơ bản. Đây là sự kiện lịch sử mang lại đòn bẩy chính trị mạnh mẽ để tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia. Trong bài phát biểu, ông Kim cho biết việc thành lập liên minh quân sự tam giác giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cuối cùng đã dẫn đến sự xuất hiện của NATO, phiên bản châu Á, nguyên nhân sâu xa của chiến tranh và xâm lược. Hôm qua Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lời cảm ơn các quốc gia đã hỗ trợ Washington trong việc đưa Travis King về quân đội Mỹ sau khi binh sĩ này nhập cảnh trái phép sang Triều Tiên hồi tháng 7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói: "Chúng tôi đã cố gắng kết nối với Triều Tiên ngay khi binh sĩ Travis vượt biên sang lãnh thổ Triều Tiên nhưng không được. Sau đó chúng tôi đã nhờ đến sự hỗ trợ của một số quốc gia, trong đó Thụy Điển đã hỗ trợ thương lượng với Triều Tiên để trao lại binh sĩ King." Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảm ơn Trung Quốc đã tạo điều kiện cho binh sĩ Kim quá cảnh trên đường về Mỹ. Nhà chức trách cho biết sức khỏe binh sĩ Kim rất tốt và anh đang rất hạnh phúc vì được trở về nhà. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, ngày hôm qua, chính phủ Mỹ thông báo đã đưa Israel vào nhóm những quốc gia được phép đến Mỹ không cần thị thực. Theo thông báo, từ ngày 30 tháng 11 tới, người Israel có thể đến Mỹ vì mục đích công tác hoặc giải trí trong tối đa 90 ngày, không cần thị thực, mà chỉ cần đăng ký tại hệ thống điện tử cấp phép du lịch. Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alessandro Mazzucas cho biết, thông báo này tiếp tục tăng cường quan hệ an ninh kinh tế và quan hệ giữa công dân Mỹ và công dân Israel. Đáp lại Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu ca ngợi, đây là khoảnh khắc quan trọng đối với công dân Israel. Để được nhận vào chương trình cho phép du khách ở lại 90 ngày mà không cần thị thực, Washington yêu cầu đáp ứng các vấn đề như chống khủng bố, thực thi pháp luật, an ninh, thông tin và quản lý biên giới. Ngoài ra phải đối xử bình đẳng với du khách Mỹ. Đại sứ Pháp tại Niger ngày hôm qua đã về tới Paris sau nhiều tuần căng thẳng khi chính quyền quân sự mới ở quốc gia Tây Phi yêu cầu trục xuất ông. Trong tuyên bố bằng văn bản gửi hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết ngoại trưởng Catherine Colonna đã gặp đại sứ Sylvain Itté để cảm ơn ông và các nhóm của ông đã làm việc phục vụ đất nước trong điều kiện khó khăn. Trước đó nguồn tin cho biết ông Itté rời Niamey cùng 6 đồng nghiệp. Hôm 24 tháng 9, tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo đại sứ sẽ rời đi trong những giờ tới. Các nhà lãnh đạo quân sự Niger, những người đã yêu cầu ông Itté rời khỏi đất nước sau khi lật đổ tổng thống Mohamed Bazoum vào ngày 26 tháng 7 Hoàng nghênh thông báo này. Chính quyền quân sự Burkina Faso cho biết đã ngăn chặn một âm mưu đảo chính gần một năm sau khi nhà lãnh đạo nước này lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính. Trong tuyên bố hôm qua, chính quyền quân sự cho biết một âm mưu đảo chính đã bị cơ quan tình báo và an ninh của Burkina Faso ngăn chặn ngày 26 tháng 9. Các sĩ quan và những người bị cáo buộc tham gia vào nỗ lực gây bất ổn này đã bị bắt và những người khác đang bị truy tìm. Theo tuyên bố, thủ phạm có ý định tấn công thể chế của nước Cộng hòa và khiến đất nước rơi vào hỗn loạn. Đại úy Ibrahim Chalbre lên nắm quyền vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 trong cuộc đảo chính thứ hai ở Burkina Faso trong 8 tháng. Hai vụ tiếp quản này một phần xuất phát từ sự bất mãn trước thất bại trong việc ngăn chặn các cuộc nổi dậy. Hôm qua các nhà biên kịch phim và truyền hình Hollywood đã trở lại làm việc sau gần 5 tháng đình công vì tranh chấp về lương, số người làm việc và sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI. Hiệp hội nhà văn Mỹ cho biết đã nhất trí một thỏa thuận với liên minh các nhà sản xuất phim điện ảnh và truyền hình, gồm Netflix, Warner Bros và Disney. Về chi trả lương thanh toán thì mức lương tối thiểu sẽ tăng trong 3 năm, đầu tiên là tăng 5% năm 2023, 2 năm sau đó lần lượt là 4% và 3,5%. Về các điều kiện làm việc gồm có thời gian làm việc 10 tuần cho chương trình đang phát triển và quan trọng nhất là thỏa thuận bảo vệ quyền của các nhà văn trước việc sử dụng AI đã được thông qua. Bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.